đứng sát xuống, đứng sát xuống, sát xuống. Hoàng sát xuống. Đây, bác đồng chí. Kính thưa các đồng chí trong hội trường chiến binh quân quyết chiến, kính thưa tập thể bà con nhân dân, hôm nay tập thể hội trường chiến binh quân quyết chiến đã tổ chức đưa đồng chí đến trong chùa sinh hoạt học tập rèn luyện để tiến hành làm lễ cử cờ ban tang lễ đề nghị bà con nhân dân trong thôn cùng tập thể hội trường chiến binh đứng dậy để ban tang lễ làm lễ cử cờ. Sau đây thay mặt cho chủ tịch chiến binh thân thiết nhất thừa nhận của chủ tịch hội cựu chiến binh xã Tô Lý sẽ được thông đọc quyết định cử cờ của đồng chí Đinh Công Sửa. Hội cựu chiến binh Việt Nam hội cựu chiến binh xã Tô Lý số 10 quyết định cựu chiến binh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hợp nhất cho đến ngày 18/8/2022 quyết định về việc phủ quân kỳ cho hội viên chủ trần. Ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Tô Lý căn cứ điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam căn cứ quy định số 150 chính phủ ngày 12/8/2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh hội cựu chiến binh Việt Nam quy định về việc tổ chức lễ quân kỳ cho hội viên quân công chúa trong năm 1948 từ chi hội quân quyết chiến xã Tô Lý huyện Đà Bắc tỉnh Tô Bình từ trần vào hồi 17:35 ngày 18/8/2022 theo nghi thức tang lễ hội cựu chiến binh Việt Nam. Điều hai, ban tang lễ ban chấp hành hội cựu chiến binh quân quyết chiến xã Tô Lý giao cho đồng chí Đinh Công Quang, ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Tô Lý, chiêu trưởng chi hội cựu chiến binh quân quyết chiến và cán bộ hội viên hội cựu chiến binh quân quyết chiến có trách nhiệm tổ chức và thực hiện. Thay mặt ban chấp hành chi hội cựu chiến binh xã Tô Lý, chủ tịch Sa Thanh Hải đại chỉ. Lên phục cờ, bắt đầu. Quỳ xuống. Đã tôi đấy. Cái trái cái phải, quay. Giao căn cửa ra, giao căn cửa ra. Phú cơ. Ăn rồi luôn. Chỉ luôn ngồi sao mới cái con mua. Về vị trí thường không? Đi đây. Đặt nó.